Cô xin chào tất cả bạn sinh thân mến nhé. Chào mừng các bạn đã đến với tiết học của cô ngày hôm nay. Và ở tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ ôn luyện cho chúng ta kiến thức về phân môn tiếng Việt của bộ sách lớp 2. Với nội dung của bài đó là câu kiểu ai, cái gì, con gì, là gì. Để học cùng cô thì mời các bạn cùng chuẩn bị sách ô ly và bút để chúng ta cùng thực hiện cho tiết học ngày hôm nay nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đi vào tiết học. Hãy quan sát lên màn hình, cô có câu kiểu ai, cái gì, con gì, là gì. Đây là một câu kiểu mà các bạn đã được học rồi, đúng nào? Vậy thì bây giờ chúng ta thật chú ý vào câu kiểu này nhé. Ai, cái gì, con gì, là gì. Trong câu kiểu này, chúng ta sẽ chia làm hai vế, như các bạn đã thấy trên màn hình, đúng nào? Vế thứ nhất là ai, cái gì, con gì. Vế thứ hai đó là gì. Các bạn cùng quan sát vào từ ai. Đây là từ dùng để hỏi về con người. Cái gì là từ để hỏi về đồ vật. Con gì là từ dùng để hỏi về con vật. Ngay sau đây mời các bạn cùng chuyển vào ý A. A. Đặt câu theo mẫu. Ai, cái gì, con gì, là gì. Các bạn lưu ý, khi chúng ta đặt câu theo câu kiểu này thì trong câu luôn luôn phải có từ là. Và bây giờ cô sẽ có một số câu được đặt theo câu kiểu ai, cái gì, con gì, là gì mà các bạn có thể dùng để tham khảo nhé. Tôi là Lan. Lan là học sinh giỏi của lớp. Vậy thì các bạn hãy chú ý vào hai câu này. Cô có từ tôi và Lan. Đây là hai từ chỉ về người, thì nó là bộ phận câu trả lời câu hỏi ai. Là Lan và là học sinh giỏi của lớp. Đây là hai vế câu trả lời câu hỏi là gì. Tương tự như vậy, cô có hai câu tiếp theo. Cái thước là đồ dùng học tập. Cái mũ là đồ vật em yêu thích. Trong hai câu này, cô có từ cái thước và cái mũ. Đây là hai từ chỉ về đây là hai từ chỉ về đồ vật, thì nó sẽ trả lời câu hỏi là cái gì. Là đồ dùng học tập và là đồ vật em yêu thích. Đây là hai cụm từ trả lời cho câu hỏi là gì. Tiếp theo, cô có hai câu tiếp theo. Sư tử là chúa tể rừng xanh. Con mèo là vật nuôi. Trong hai câu này, cô có từ sư tử và con mèo. Đây là hai từ chỉ về con vật. Vậy thì nó sẽ trả lời câu hỏi là con gì? Là chúa tể rừng xanh, là vật nuôi. Đây là hai cụm từ trả lời câu hỏi là gì. Vậy là đến đây các bạn đã nắm được kiến thức và ôn luyện được kiến thức đối với câu kiểu ai, cái gì, con gì, là gì qua mục A, đó là đặt câu theo mẫu, đúng không nào? Và ngay sau đây thì mời các bạn cùng chuyển sang ý B. B. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm. Cô các câu như sau. Hà là bạn thân của em. Ngọc là học sinh giỏi. Cái bút là đồ dùng học tập. Con gà là vật nuôi. Vậy thì các em hãy dựa vào câu kiểu ai, cái gì, con gì, là gì để chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm trong câu nhé. Bây giờ mời các bạn cùng suy nghĩ trong vòng 15 giây. 15 giây bắt đầu.
Sau khi thực hiện suy nghĩ như vậy thì mời các bạn cùng chú ý đến màn hình để chúng ta sẽ vào thực hiện cho ý B này nhé. Đầu tiên các bạn cùng chú ý cho cô câu Hà là bạn thân của em. Trong câu này, bộ phận câu được in đậm đó là bạn thân của em. Vậy thì khi chúng ta đặt câu hỏi thì các bạn sẽ lưu ý cho cô, từ Hà là từ không được in đậm thì trong câu hỏi các bạn sẽ hạ nguyên xuống cho cô nhé. Và vế câu được in đậm là bạn thân của em thì cô sẽ thay bằng vế câu hỏi đó là gì. Và đã là câu hỏi thì luôn luôn phải có dấu chấm hỏi, đúng không nào? Vậy chúng ta đã có câu hỏi Hà là gì. Ở dạng câu này thì cô còn có một câu hỏi khác, đó là Hà là ai. Đối với hai câu hỏi này thì đều đúng, các bạn có thể chọn một trong hai câu hỏi để chúng ta áp dụng nhé. Tiếp theo sang câu Ngọc là học sinh giỏi. Bộ phận câu in đậm đây đó là từ Ngọc. Vậy thì các bạn cùng chú ý cho cô này, Ngọc ở đây là từ chỉ về người. Vậy khi đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ sử dụng từ ai để hỏi. Cô có ai là học sinh giỏi là cụm từ không được in đậm thì trong câu hỏi các bạn sẽ hạ nguyên xuống cho cô. Và cuối câu có dấu chấm hỏi. Vậy câu hỏi chúng ta vừa hoàn thiện được đó là ai là học sinh giỏi. Tiếp sang câu cái bút là đồ dùng học tập. Trong câu này cụm từ được in đậm đó là đồ dùng học tập. Vậy trong câu hỏi từ cái bút chúng ta hạ nguyên xuống là đồ dùng học tập, cô thay bằng là gì và thêm dấu chấm hỏi. Sang câu tiếp theo, con gà là vật nuôi. Vậy từ in đậm đây là từ con gà, nó chỉ về con vật. Vậy chúng ta chỉ việc thay cụm từ để hỏi ở đây đó chính là con gì vào câu hỏi nhé. Con gì là vật nuôi, đúng nào? Vậy là đến đây cô đã dựa vào câu kiểu ai, cái gì, con gì, là gì và đã thực hiện được yêu cầu của bài, đó là đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm. Với các câu mà chúng ta vừa thực hiện đây đều là các câu được hỏi theo mẫu câu ai, cái gì, con gì, là gì. Đến đây thì cô đã thực hiện xong tiết học của mình, đã củng cố cho ông ta kiến thức đó là đặt câu và đặt câu hỏi theo mẫu câu kiểu ai, cái gì, con gì, là gì. Các bạn có thể thực hiện viết ý A và ý B ra sách ô ly để chúng ta cùng ôn luyện nhé. Đến đây thì cô xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ thi thật tốt và sẽ trở thành con ngoan trò giỏi. Đừng quên cho cô một lượt đăng ký kênh, một lượt thích và chia sẻ đến tất cả các bạn để các bạn cùng ủng hộ cô ở các tiết học sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.